Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mua thuốc Monopiravir cấp miễn phí cho F0 điều trị tại nhà. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay tình hình dịch COVID-19 tại thành phố đang có dấu hiệu bùng phát trở lại. Số lượng người bệnh điều trị tại nhà có nhu cầu sử dụng thuốc Monopiravir gia tăng. Để người bệnh tiếp cận nhanh chóng thuốc Monopiravir, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong, Sở Y tế đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế về chủ trương cung ứng thuốc Monopiravir cho người bệnh COVID-19 cách ly tại nhà. Trong thời gian chờ ý kiến phản hồi của Bộ Y tế, Sở Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét chủ trương mua thuốc Monopiravir để các trạm y tế trên địa bàn tiếp tục cấp phát miễn phí cho F0 điều trị tại nhà. Cũng theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Monopiravir phát miễn phí tại các cơ sở y tế khi đánh giá F0 nằm trong nhóm cần sử dụng thuốc kháng virus, bác sĩ sẽ kê đơn phát thuốc. Hiện Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho 3 thuốc Monopiravir sản xuất trong nước của công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekofa, công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Farm và công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam. Hung thủ bắn chết thiếu niên trên đường phố ở Tiền Giang ra đầu thú. Ngày 14 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận hai nghi phạm gồm Nguyễn Ngọc Ti, 17 tuổi, Nguyễn Thành Mạnh, 21 tuổi, cùng ngụ phường 6, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, ra đầu thú liên quan vụ một thiếu niên bị bắn tử vong trên địa bàn tối ngày 13 tháng 3. Theo lời khai ban đầu của Ti và Mạnh, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3, khi cả hai đang di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh thì phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thiếu niên cũng đang đi trên đường. Tức giận, Ti và Mạnh đuổi theo và dùng súng bắn làm Huỳnh Bảo Sang, 15 tuổi, ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tử vong. Sau khi gây án, hai nghi phạm biết nạn nhân tử vong nên đã ra đầu thú và giao nộp một khẩu súng bắn đạn cao su, một viên đạn và 4 vỏ đạn. Mạnh khai, súng do Mạnh đặt mua qua mạng từ 15 ngày trước. Máy bay Su-25 của Nga trúng tên lửa Ukraine. Trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, một máy bay tấn công Su-25 hoạt động cùng một máy bay khác đã trúng tên lửa từ hệ thống phòng không di động của lực lượng Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Bộ này cũng đăng tải trên Telegram video chiếc máy bay bị hư hỏng hạ cánh xuống căn cứ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, phi công chiếc máy bay bị hư hỏng sau khi đánh giá tình hình đã quyết định tắt động cơ bị hư hỏng và không thoát ra ngoài. Phi công của chiếc máy bay dẫn đầu, Trung tá Denis Litvinov nhận ra rằng máy bay của đồng đội sẽ không thể chịu được quả tên lửa thứ hai và đã che chắn cho đồng đội bằng chính máy bay của mình.